Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về 12 con giáp nhé. Tý, Tý, Sửu, Sửu, Dần, Dần, Mão, Mão, Thìn, Thìn, Tỵ, Tỵ, Ngọ, Ngọ, Mùi, Mùi, Thân, Thân, Dậu, Dậu, Tuất, Tuất, Hợi, Hợi, Tý, Tý, Sửu, Sửu, Dần, Dần, Mão, Mão, Thìn, Thìn, Tỵ, Tỵ, Ngọ, Ngọ, Mùi, Mùi, Thân, Thân, Dậu, Dậu, Tuất, Tuất, Hợi, Hợi.